Honda CR-V 2019 có vẻ ngoài mới mẻ mà cuốn hút, trang bị được bổ sung nhiều tính năng hiện đại và tiện ích hơn. Trong khi đó, khối động cơ tăng áp 1.5 turbo làm mỗi lần lái xe là một trải nghiệm thú vị cùng hệ thống an toàn được cải tiến đáng kể. Giá xe Honda CR-V 2019 cập nhật mới nhất như sau. Honda CR-V phiên bản 1.5L giá bán 1.093.000.000, Honda CR-V 1.5G giá bán 1.023.000.000, Honda CR-V 1.5E giá bán 983.000.000. Theo đó, bảng giá xe Honda CR-V lăn bánh tạm tính như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Honda CR-V 1.5L giá lăn bánh 1.216.000.000, Honda CR-V 1.5G giá lăn bánh 1.139.000.000, Honda CR-V 1.5E giá lăn bánh 1.095.000.000. Tại Hà Nội, Honda CR-V 1.5L giá lăn bánh 1.246.000.000, Honda CR-V 1.5G giá lăn bánh 1.168.000.000, Honda CR-V 1.5E giá lăn bánh 1.123.000.000. Honda CR-V có rất nhiều màu sắc như màu trắng, bạc, đỏ, đen và xanh đen. Mẫu xe Honda CR-V 2019 làm nên nhiều điều bất ngờ thú vị trong phân khúc crossover ngày càng nóng tại Việt Nam, đặc biệt khi xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Honda CR-V có tới 3 phiên bản tùy theo mức trang bị giảm dần, cao cấp nhất là bản Honda CR-V-L và cơ bản nhất là Honda CR-V-E. Honda CR-V có kích thước tổng thể 4584 x 1855 x 1679mm nên dáng xe khá gọn, có phần cơ bắp với nhiều chi tiết mới mẻ. Mặc dù chiều dài cơ sở của Honda CR-V 2019 chỉ là 2660mm, tuy nhiên kiểu thiết kế chỗ ngồi 5.2 tạo cho xe có một sự thay đổi khá khác biệt trong khoang nội thất. Do đó, 7 chỗ lại là điểm cộng rất mạnh của Honda CR-V khi mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mazda CX-5 vẫn chung thủy với không gian 5 chỗ ngồi. Mẫu xe sử dụng tông màu đen kết hợp với các chi tiết ốp vân gỗ sang trọng màu vàng cam nổi bật cùng một số chi tiết được mạ bạc. Bảng táp lô đối xứng gọn gàng, không kém phần đẳng cấp với màn hình đa phương tiện đặt tại trung tâm, trong khi các bề mặt được ốp đen bóng tinh tế. Lối thiết kế này đem đến ấn tượng mạnh khi trải nghiệm xe. Honda CR-V 2019 được trang bị tay lái bọc da, hỗ trợ chỉnh 4 hướng, tích hợp nút bấm điều khiển đa chức năng. Cụm đồng hồ digital được trang bị cho hai bản L và G, trong khi bản E vẫn sử dụng analog truyền thống. Gương chiếu hậu trong xe có chức năng chống chói. Ngoài ra, xe được trang bị cảm biến gạt mưa tự động, đảm bảo tầm nhìn chắn gió khi trời mưa. Xe cũng được trang bị thêm các tính năng như chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế sau gập 60-40, cửa sổ chỉnh điện lên sống 1 chạm và ghế lái. Xe được sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth, HDMI cũng như khả năng nhận diện bằng giọng nói. Số loa sẽ được trang bị từ 4 đến 8 loa tùy phiên bản. Honda CR-V được trang bị cụm điều hòa hai vùng độc lập, có cửa gió tích hợp, cổng sạc điện tử cho hàng phía sau, đảm bảo không gian mát mẻ luôn sẵn sử dụng các thiết bị điện tử. Phiên bản cao cấp CR-V-L cũng được thiết kế cửa sổ trời toàn cảnh panorama tự động chống kẹt, thu hút sự chú ý của những người yêu thích điều mới mẻ, trẻ trung và tín đồ mong muốn hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên. Về khả năng vận hành, Honda CR-V có dung tích xi lanh 1.5 lít, sử dụng công nghệ VTEC turbo tăng áp, có khả năng sản sinh tới 188 mã lực tại 5.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 240 Nm tại 2.500 vòng phút. Về tính năng an toàn, Honda CR-V được bổ sung rất nhiều tính năng cao cấp. Ngoài các hệ thống như chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp và phanh điện tử quen thuộc, xe còn được bổ sung thêm các tính năng như hỗ trợ đánh lái chủ động, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đặc biệt là tính năng cảnh báo chống buồn ngủ. Mọi thông tin chi tiết về giá xe Honda CR-V và lịch giao hàng mới nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline bên trên video để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.